bản thân mình là người trải nghiệm và Nga thấy là nó có hiệu quả rất là rõ rệt. Sau khi mà sử dụng Super Aqua Collagen X5 một thời gian thì bản thân Nga thấy làn da của mình căng bóng mịn màng hơn, tất cả những cái vết nám sạm ở dưới da bắt đầu nó mờ đi, và đấy là cái điều rất là tuyệt vời khi dùng sản phẩm này. Và Nga nghĩ rằng là bản thân mình tin dùng thì mọi người cũng sẽ tin dùng, vì Nga tin dùng sản phẩm Super Aqua Collagen X5. Chính Nga là người sử dụng sản phẩm Super Aqua Collagen X5 trong suốt thời gian vừa rồi. Bản thân mình cũng đã chạm ngưỡng 30 và mình luôn luôn là muốn cung cấp collagen để giúp cái làn da của mình luôn trẻ đẹp từ bên trong. Và phụ nữ thì sau 25 tuổi thì bắt đầu cái collagen nó không sản sinh ra nữa. Và Nga nghĩ rằng khi cung cấp collagen là một cái điều cần thiết. Ở trên thế giới thì ngoài Nhật Bản thì bắt đầu Việt Nam mình cũng là cái nơi mà sản xuất ra những cái collagen có hiệu quả nhất. Và Nga nghĩ rằng cái việc chia sẻ của Nga dành cho những người phụ nữ luôn luôn mong muốn đẹp hơn là cái điều rất là cần thiết. Đây là một cái sản phẩm Nga nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ được rất là nhiều chị em ưa chuộng. Super Aqua Collagen X5, bạn sẽ xóa tan những lo lắng về làn da lão hóa nhanh. Đây là phương pháp trẻ hóa làn da bằng việc bổ sung collagen và nhiều dưỡng chất quý, giúp chị em níu kéo tuổi xuân, nhan sắc không tuổi và cuốn hút của mình. Super Aqua Collagen là sản phẩm được nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Singapore và nguyên liệu được nhập khẩu chính ngạch từ Đức, sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản. Chứa 100% collagen peptide sinh học, được kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt, sản xuất với công nghệ tiên tiến và tuyệt đối không chứa chất bảo quản, đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, cung cấp hàm lượng đến 5.000mg collagen cho cơ thể mỗi ngày. Chứa hàm lượng collagen lớn, chất lượng, Super Aqua Collagen X5 giúp làm đẹp da bằng việc nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi, giúp da trở nên mềm và mịn màng, từ đó tạo nên một làn da trẻ trung và khỏe mạnh theo thời gian. Kết hợp với nhiều thành phần dưỡng chất quý giá như yến xào, mật ong, HA, vitamin C, tạo nên công dụng vượt trội, hiệu quả tối ưu nhất. Đó là lý do tại sao Super Aqua Collagen X5 được hơn 1.000 chị em phụ nữ tin dùng và sử dụng. Đặc biệt, nữ MC bà mối quốc dân Cát Tường đã sử dụng sản phẩm như một bí quyết vàng để duy trì làn da không tuổi và bất chấp thời gian.